Con biết tiếng Hàn Quốc không? Con biết tiếng Nhật không? Con biết tiếng Trung Quốc không? Ai chém gió giỏi nhất nhà? Giơ tay. Úi dồi ôi, giỏi quá. Nào, thế đưa cho bố xem 1 triệu tỷ 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 tiếng Hàn Quốc nào. Để quay phim nào. Giơ lên, giơ ngang người. Nào, giơ lên. Rồi, đúng rồi. Rồi, thế chữ con biết đâu? Con biết chữ 1 tỷ tỷ tiếng Hàn Quốc đâu? Đây. Đúng rồi. Cái chữ nữa đâu? Chữ Hàn Quốc nữa đâu? Đây. Rồi. Thế số 10 tiếng Trung, số 10 tiếng Nhật đâu? Chỉ cho bố xem nào. Đây là chữ gì? Đây là chữ gì? À, đây là tiếng Hàn Quốc à? Thế viết tiếng Hàn Quốc nữa cho bố xem nào. Số mấy tiếng Hàn Quốc? Số 10 nhá. Số 10 tiếng Hàn Quốc như thế nào nhá. Rồi. Số 8 tiếng Hàn Quốc như thế nào? Số 7 tiếng Hàn Quốc như thế nào? Ôi giỏi quá. Số 5 tiếng Hàn Quốc như thế nào? Rồi, quá siêu, đúng không? Siêu nhân một khác. Nào, thì bây giờ số 1 vạn triệu tỷ 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 Hàn Quốc như thế nào? Dài lắm. Dài lắm á, dài, viết thử chú xem. Dạ. Dạ. Rồi, quá giỏi luôn. Thế bây giờ 1.000 triệu tỷ 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 Hàn Quốc như thế nào? Có đúng không? Ai dạy con? À, con tự biết đấy chị. Thế đến hỏi cô giáo nhá. Con hỏi cô giáo đây có phải là 1 triệu nghìn tỷ 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 tiếng Hàn Quốc không nha. Rồi. Một dấu con nữa đi. Số 7 tiếng Nhật viết như thế nào? Đâu thì bố viết mẫu cho con rồi, bây giờ con lấy ra viết lại cho bố xem nào. Nào, ở tờ nào? Sao tờ này có không? Tờ này có không? Thế tờ kia rồi, đưa tờ kia cho bố nào. Rồi, đây, số 7 đâu? Viết lại số 7 tiếng Nhật cho bố xem nào. Số 7 giống chữ gì? Nhật. Thế số 6 viết như nào? Số 6 tiếng Nhật. Chưa đúng rồi. Còn hai cái chân ở dưới nữa cơ mà. Đấy, số 6 có hai cái chân ở dưới nữa mà. Đừng biết tờ mới thế nào.